đây có cái làng. Cái làng à, tối mưa sáng sớm mình chuẩn bị mình đi mùa vang trại. Ở nay là cái gì tối mình ngủ rồi à, Nghĩa Lộ. Ở đây là Nghĩa Lộ, xung quanh toàn là núi à, xung quanh đây toàn là núi không. Hướng một căn trại phía bên này, nhưng mà mình vô chờ Nghĩa Lộ kiếm gì ăn núi. Chung quanh Nghĩa Lộ toàn là núi không mà tối mình ngủ như này. Mình chạy ở ngoài mình không biết qua cái cầu có cái nhà nghỉ, mình chui vô đó nghỉ chứ cái chợ Nghĩa Lộ nó nằm ở đây. Đi nhà cửa cũng đông. Thì trước sáng nay của mình đi cũng đi một căn trại chạy vô đây coi kiếm cái gì ăn, gặp quán phở bắc này nhé, vô ăn phở bắc luôn. Có cái ông thuốc lào này là để cho bà con ai cũng hút hút ở đây ăn phở người ta làm khác. Ở đây thì nước chấm thì có đủ thứ hết này. Có tương đen rau là để rau này chưa có nào to này. Ở trong chợ Nghĩa Lộ giờ này bà con chưa thức nữa, mới còn ở lai rai à. Kiếm quán cà phê uống chắc không có, mình không biết chứ không phải không có. Bà con đâu bán đồ sáng sớm. Đây là xe ngựa à, xe ngựa lâu lắm mà. Ở này ở Nghĩa Lộ nha bà con, có chiếc xe ngựa đó nè. Mình đang kiếm đường đi đi lên đây là ngay Nghĩa Lộ. Bà con sáng sớm ta ra làm đồng cái này đồng bào người dân tộc, mặc đồ kiểu người dân tộc kêu bằng cái gì dao hay gì. Ta để mà trong hai cái giỏ rồi mới cấy. Cái này giống người dao, mình cũng rành lắm nên nhớ mang máng là. Các nhà theo kiểu xưa.
nguyên nhóm này 5-7 cái nhà. Có mấy nhà xưa nhiều. Nhà xưa hay là không nói nhà kiểu nhà sàn gì nữa. Chứ không phải là nhà kiểu mới bây giờ người ta cắt theo người nhà. Nhà từ chỗ này ta còn cắt rồi, ta còn giữ rồi. Nói chung thì đi đoạn này thì thấy cũng còn nhiều. Ở đây như cái làng này cũng có nữa nè. Này cũng người Tây. Ôi cái làng này luôn. Các kiểu nhà này là phim râu. Con đường vô làng ở đây tập trung đông. Mình đang ở Nghĩa Lộ. Kiểu đồng bào người dân tộc người ta cắt mà. Đây cũng ruộng bậc thang. Đây là trung tâm ở Nghĩa Lộ này. Ở nãy mình vô trong này nè. Giờ mình ra, mình trên đường đi ra, đi vô một căn trại. Chung quanh đây là núi không ạ. Nó có cái đồng bằng lọc phẩm này chính giữa. Thì bà con ta ở đây nè. Cái này đồng bào ta có cái vỏ nhỏ nhỏ tên đeo ở sau là ta để mạ vô trong đó là ta cấy. Ta coi chỗ nào thưa 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 ta cấy lại ta. Đây cũng đông đúc và giải thiệu. Mình mua bán cùng lung la trong này. Đường này là đường đi mù căng trải nha bà con. Bệnh viện Nghĩa Lộ. Rồi có cái quán cà phê nào ghé vô uống cho nó tỉnh chứ. Đây cũng nhà trọ lên trên chứ nè. Con ta gánh đồ chạy quán để cọc á. Gánh mấy cái này chạy qua chạy quán. Cái chạy ở dưới kia nãy. Đây con dãy nhà kiểu nhà đồng bào. Sơn lại mà
mây mù quá mệt nè. Còn 100 cây nữa mới tới mù Cang Chải. Mà vừa chạy vừa quay kiểu này chắc là tới chiều mới tới quá. Bữa nay đi trời mát êm thiệt. Bây giờ mình đang cái đường này là nó đang chạy vòng vòng lên núi nè. Không biết có qua đèo qua gì không, có lên đèo không. Nhưng mà thấy nó chạy vòng lên, nó đang đi lên dốc. Trời vậy là êm mát mẻ, giờ quay đi quay êm. Cái này cái gùi bà con ta gùi đó. Căn cõi nhọc nhằn. Chiếc xe năm xưa cũ thêm gió mưa, liêu xiêu trong nắng. Tần tảo đi về. À ơi thương thương lắm. Đồi chè. Cái đồi cây trà. Thấy có người trên này lần lời ghé nếu mà có gần phải làm thế chẳng là chắc phải chọn tại chỗ nào cái ba đằng thế chẳng. Cái cá này kêu cá gì vậy chị? Cá này cá mè anh ạ. Cá mè. Bên kia là cá chép. Này mình ở trên rất là hồ, đường nhựa đi một bên Cang Chải, mình đi ngang đây ở dưới này thấy bà con ta làm ruộng dưới này nè, để ra mình ngừng lại mình quay cho anh em coi. À, nó có nhóm tắt ở đây rồi ta làm cũng được còn mới nó không có lấy đây dùng đắp chỗ này nó không có lấy. Đấy nó là mấy cái đồ để ta trồng lúa. Thank you.
Phía dưới kia là con suối. Cái này là con suối. Suối trên này là cái núi. Đâu không?